đi nhằm phương Nam, sao ngàn đưa chân ta về quê hương. Quân về trong gió đang dâng chiều lên, mau con đường ta đi ngân mồ hơi rơi vườn quê tha thiết. Ta đi theo anh từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng đôi mồ sương, theo đàn mạnh chân bước trên con đường ta đi lũ trao ta xôi môi rừng bắt đôi ôi miền Nam đó giang tay gọi tới nơi quân anh bách đứng đang nghe cách đa rừng khuya bắt đôi ta đi theo anh trái con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa, nơi chân trời đang dần sắc hồng đang lan lòng ta như nắng, ta đi theo anh từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hàng vào làng nghĩa thêm ngày, mỗi tương đường vươn xa chiến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tâm lòng miền Bắc đang trông chờ ta, tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất nơi cao tiếng hát. Ta đi theo anh nửa từ trái tim bằng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài nhân dân quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài nhân dân quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới của ngày hôm nay. Sản phẩm mới ngày đưa lên kênh đó là một chiếc đài của hãng Nationa. Con này có mã là Nationa RX5150. Có thể nói rằng đây là một trong những sản phẩm mà cực kỳ hiếm. Các bác có thể xem rất nhiều kênh YouTube có thấy những sản phẩm mà bán đài có hộp xốp thì chỉ có bên em bán là nhiều. Sản phẩm đài hộp xốp thì có thể nói với các bác là em còn rất là nhiều đài hộp xốp, tí nữa em sẽ quay cho các bác. Thì trở về chủ đề chính của chiếc đài ngày hôm nay, vẫn là trong chương trình giới thiệu và chào bán các sản phẩm đài cassette tuyển chọn, thì em sẽ đưa lên kênh để phục vụ các bác nào có nhu cầu. Con này thì là hàng Nhật nhưng mà xuất sang thị trường của Mỹ, vì thế nên tất cả ngôn ngữ chiếc đài bằng tiếng Anh và mới trong tình trạng còn thùng còn xốp, và độ mới của nó em nghĩ là phải tầm 95-97%. Sau đây thì em sẽ tiến hành đo kích thước chiếc đài cho các bác. Để bác nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể căn cứ vào kích thước để kê kích ở trong cái không gian nào bác cần kê cho phù hợp. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua hàng. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại liên hệ 0986966798. Tài khoản ngân hàng duy nhất và số điện thoại duy nhất đó là tài khoản 777-1978-6789, chủ tài khoản Nguyễn Mạnh Cường. Và sau đây thì em sẽ đo kích thước chiếc đài để cho các bác nào quan tâm thì có thể căn cứ kích thước nhé. Chiều ngang của chiếc đài là 49cm. Chiều cao của chiếc đài là 29cm. Và trọng lượng của chiếc đài này là 8kg, cả cân cả bộ vẽ. Con này thì sở hữu một màu là màu phía trước này là màu, mặt trước này là toàn bộ là màu phay nhôm. Đây kể cả là bằng nhôm hết ạ.
Còn ngoài ra đầu tư sở hữu là đầu tư metan, đầu tư chống mòn. Mã của sản phẩm đó là Nationa RX5150. Đấy, em sẽ tiến hành quay cái chiếc đài cho các bác để các bác nào căn cứ vào sản phẩm cũng như là video em giới thiệu để mua sản phẩm nhé. Về độ mới của chiếc đài này thì các bác cũng biết đàn rồi. Đây, cực kỳ là mới nhá. Đấy, viền của nó mới sáng loáng bóng óng ánh. Đấy, đây là mặt phay nhôm này, bác nhìn này, mới kinh khủng khiếp luôn. Những chiếc đài như thế này thì giờ tìm mua cực kỳ khó các bạn, không dễ đâu ạ. Đây là phần trên chiếc đài. Đài này về em chưa có lau chùi dọn dẹp gì cả bác nhé. Về cắm điện thì nó chạy tép luôn các bác. Bác nào mua thì em sẽ dọn dẹp thay dây cu loa, bảo dưỡng lại. Đấy, ở đây là phần sau. Những chiếc mà nó còn trong hộp xốp hoặc là nó còn mới thì độ xanh cái nhựa nó rất là xanh. Đấy, còn những chiếc mà đã cũ rồi thì nó nhựa nó màu vàng. Và quay xét của nó qua gì này. Đấy, soi gương được luôn. Đấy, thì tại đây thì em đang có rất nhiều đài có thùng xốp. Bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Đấy, rất nhiều nhá. Đấy, em còn một kho đằng sau nữa. Thì kho đấy là chuyên để những cái đồ mà em đang bảo hành hoặc là đang bảo dưỡng. Đấy, sau khi bảo dưỡng xong thì em xếp lên đây. Đấy, rất nhiều đài. Bác nào quan tâm được thì cứ sản phẩm nào thì cứ chụp ảnh màn hình gửi cho em. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho các bác. Rồi, và trở lại chủ đề chính của chiếc đài hôm nay thì con này thì sở hữu một cửa băng. Ngoài ra thì có chức năng tua nhớ bài. Radio thì có hai giải tần số. Và con này thì phần FM là full 108. Đấy, độ mới của chiếc đài này thì cực kỳ mới, tất cả đều bằng nhôm hết rồi nhé. Đấy, nhưng con đài mà nó cũng sống thì cái phần nhôm này nó sẽ bị xước sát rất xấu. Đấy, vì thế nên bác nào mà mua hoặc là mua về để sử tặng hoặc là cho những người thân của mình thì đây là một chiếc đài rất là đáng sưu tầm. Giá công khai sản phẩm có mức giá là 10.500.000 đồng trừ gồm phí ship. Đấy, bác nào chuyển vào đủ thì bên bao ship. Đồ mới của nó thì không có gì bàn, mới có thùng xốp cực kỳ mới. Rồi, và sau đây thì em sẽ mở tôi thành bác thẩm âm phần radio nhá. Em test nhanh thôi bởi vì video quay trong vòng tầm 10 phút, test lâu quá thì nó sẽ làm giảm cái dung lượng đăng tải rất là lâu. Vâng, xin chuyển vào test radio. Radio thì trong nhà em bật khá nhiều đèn led, vì thế nên là tiếng radio nó sẽ không được nét. Từ phương thuốc cổ truyền, Vi Ngậm Bảo Thanh phát huy tác dụng bổ phế trừ ho hóa đờm theo nguyên lý đông y, đồng thời nhanh chóng làm dịu họng, giảm các triệu chứng ngứa họng, rát họng, khô họng, khản tiếng. Bảo Thanh như thể bạn hiền, có lâu ngứa cổ không phiền đến ta. Đã có Vi Ngậm Bảo Thanh không đường, thêm lựa chọn cho người dùng. Màn hình ô tô sẽ tích thế hệ mới, AI double, camera 360 tự động ghi hình sau khi tắt máy xe 24/24. Màn hình ô tô sẽ tích thế hệ mới, AI double, camera 360 tự động ghi hình sau khi tắt máy xe 24/24. Xem trực tuyến từ xa trên điện thoại mọi lúc mọi nơi. Test set, car screen exported to USA. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Và Linh nghĩ rằng bây giờ là khung giờ thích hợp để chúng ta có cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn xe lát hạn có ngược vào lái đạo ở làn 120 km/h sắp. Làm trở lại, nhiều người lao động cũng cảm thấy phấn khởi khi thu nhập được cải thiện. Ông Nguyễn Xuân Thêm, bộ phận sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Green Precision Component Việt Nam bày tỏ. Đơn đặt hàng ở bên nước ngoài thì công ty cũng đã cho tăng ca khoảng từ 3 tiếng trở lên. Thêm cái khoản thu nhập để cải thiện được cuộc sống của đời sống của anh chị em công nhân trong nhà máy. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong bối cảnh kinh tế xã hội thời gian qua có nhiều khó khăn, song các chỉ số thị trường lao động vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Điều này thể hiện ở cung và cầu lao động đều tăng, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm không có nhiều biến động. Cụ thể, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý 3 năm 2023 ước tính là 51,3 triệu người, tăng 87,4 nghìn người so với quý trước và tăng 500. 2023 và vào hồi 8/19/2020. Tuy nhiên thì vẫn có rác ở dưới ngay cái biển cấm đấy, và dọc cái con mương này thì là có đường khá thì cũng không được chỉnh trang lại, mà đường như một cái đường còn hơn không bằng cái đường làng nhà mình, đường rất là xấu. Và đường xấu rồi mương ở ngay bên cạnh đấy, rồi là bên cạnh đường nhà dân thì coi khi mà mỗi lần nắng và mưa ấy, thì nó ảnh hưởng thế nào chứ. Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ là hành trình
cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành. Xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Nativna đây. Em xin tiến gần camera đây để hướng dẫn cho các bác cái phần đúng lúc của chiếc đài. Cái này là phần đúng lúc của cái phần chỉnh cái thu âm. Ngoài ra đây là cái phần chỉnh là radio, còn đây là ghi âm, còn đây là function chỉnh cái phần các giải các chức năng, một là băng radio và line in, còn đây là các chế độ băng, có băng của con normal, metan và chrome 2 đây. Đấy, còn đây cũng là cái giải nghe trầm bổng. Bên này thì có tông chỉnh, cân bằng loa và volume. Vâng, xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Công khai giá sản phẩm có mức giá là 10 triệu 500 ngàn đồng trừ phí ship. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để sở hữu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.